Thôi, chào hai em. Dạ, chào anh chị. Sao? Có rung không? Có rung không? Dạ, mới khóc xong. Mới khóc xong hả? Khóc 3 lần. Sao vậy? Lý do khóc? Khóc xong rồi, cái lau nước mắt xong, cái mọi người kêu bình tĩnh, cái khóc tiếp. Ủa mà sao khóc vậy? Cảm động á, giống như là cưới lần nữa. Giờ sắp khóc nữa kìa. Nói chung là bữa nay là em tới chương trình được mặc cái bộ đồ cưới như là như cái thỏa ban đầu hai đứa mới mới cưới hai đứa mới mới cưới nhau, mới quen nhau cho nên xúc động đúng không? Cho nên là em rất là cảm động. Như vậy á, như vậy chứng tỏ là chị thấy vậy, chú rể quá yêu cô dâu. Đúng không? Thực sự đây là một người đàn ông quá yêu vợ, thành ra là anh rất dễ bồi hồi cảm xúc với những cái gì thuộc là kỷ niệm của cái tình yêu, của cái tình cảm vợ chồng này. Cho nên cái chuyện mà khóc đó là một cái điều hết sức bình thường, nó cảm xúc hết sức bình thường của một người có một trái tim rất là nhân hậu. Đó, em phải thấy là mình quá hạnh phúc khi mà có một người chồng yêu thương mình như vậy. Và phải nói là chưa bao giờ mà tôi dẫn một cặp vợ chồng nào mà có một cái sự bắt đầu mà nó đông đầy nước mắt như là cặp vợ chồng này. Đúng không thưa quý vị? Đúng không? Rồi, bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Hận và tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Huỳnh Văn Hiếu. Năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em làm tài xế và buôn trái cây. Em đến từ Long Khánh, Đồng Nai. Thế còn em tên dạ, gì? Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận và toàn thể khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phương Nhàn, năm nay 32 tuổi. Em lớn hơn chồng em 6 tuổi. Yeah. Em là hiện tại là đang chăm con nhỏ nó ở nhà. Em đến từ Long Khánh. Tức là bây giờ hai chồng đều ở Đồng Nai đúng không hay là sao? Yeah. Dạ, hai chồng ở Long Khánh lên. Lần đầu tiên thì các bạn gặp nhau rồi bắt đầu yêu nhau như thế nào? Em quen bà xã em là trong một trường hợp là bà xã em đang trên đường đi thì chỗ đó là có một cái trạm bắn tốc độ. Đó. Thì khi đi xuống thì công an đứng ở dưới, thì bên nhà em là có một cái hiên, có một cái ghế đá, thì bà xã em mới thấy trống chảy, bà xã em mới tấp qua. Mà lúc gặp bà xã em không biết nó là sao nữa. Nó dạng như là nó có một cái cảm giác như là gặp quen từ kiếp nào á, quen từ kiếp nào. Đặc biệt lắm. Thế còn em thì sao? Em đâu có biết nhà là chồng em đâu. Cái em ngồi, cái chồng em đi về thấy người lạ ra đang ngồi nhà mình, cái chồng em ra bắt chuyện. Cái em thấy dễ thương, đẹp trai á, cái em xin số điện thoại. Cái về nhắn tin, em nhắn tin trước, em hỏi thăm, xong rồi hỏi tuổi nhiêu, cái chồng em hỏi, em nói trước đi. Từ đầu là em biết chồng em nhỏ tuổi hơn em rồi. Em càng cố tình hạ tuổi xuống để cua được. Vậy em nói em nhiêu tuổi? Em nói em sinh năm 90. Là em hạ xuống 4 tuổi. Chồng em là lúc đó thích em 92 mà cũng nói 90 luôn để cho được quen nhau. Một đứa nâng tuổi, đứa hạ tuổi đúng không? Khi mà anh này biết tuổi thiệt của cổ thì lúc đó em sao? Lúc mà em biết tuổi thiệt của xã em á thì em có bị ngỡ ngàng không? Dạ em cũng không ngỡ ngàng gì á. Em cũng vẫn thương, em nói xã hơn tôi 20 tuổi tôi vẫn lấy xã nữa. Tụi em yêu nhau được mấy tháng? Dạ, tụi em biết nhau là tháng 6 đến tháng 12 là cưới luôn chị. Rồi cưới được nhiêu lâu rồi? Dạ, được 1 năm rưỡi. Nhưng mà 6 tháng cưới nhau, liệu là 6 tháng các bạn đã hiểu nhau hết chưa mà đã cưới? Em không cần chồng em hiểu chồng em được rồi. Em an tâm là có người chồng vậy được rồi. Tại vì ba mẹ em là người đánh giá rồi, bà con cô bác khen chồng em lắm. Nhiều khi mà mẹ em đi đám cưới á, lúc mà mới quen nhau thôi, mẹ em cưới cái chồng em biết là mẹ em sẽ vắng nhà. Bữa chủ nhật cái chồng em âm thầm vô nấu cơm cho ba em. Bữa đó Hiếu nấu gì vậy? Dạ. Bữa đó nấu nấu cá kho cho ba hay là kho thịt? Bữa đó anh làm canh mướp hay gì đó. Không, sườn ram với lại canh bí đỏ. Sườn ram với canh bí đỏ. Hiếu, anh chia sẻ thật lòng với em luôn Hiếu. Anh cảm động đây vì anh ngưỡng mộ em á. Một cái người đàn ông quá tình cảm như vậy. Dạ tình cảm lắm, chụp hình cưới cũng khóc nữa cho anh chị. Rồi cái đêm. Cái gì mà hỏi cái đêm hoài vậy? Cái chú này thiệt tình, cái chú này thiệt tình á. Cái đêm đầu tiên đó. Dạ
chắc cũng khóc. Khóc nữa hả? Cái thiêu động phòng cũng khóc luôn. Dạ, nói xã ơi, xã anh ơi, còn chinh em trao hết cho xã. Trời ơi là... té cắm đầu nữa nè. Rồi lúc đó làm sao em? Cái em mắc cười nổi ra gà. Thì em nói thôi đi, giờ tôi đâu quan tâm quá khứ của anh nữa đâu. Giờ mình cưới nhau rồi, còn hay mất được quan trọng gì. À. Rồi em có phát hiện ở một cái gì ở người đàn ông này có một sự bất ngờ, một cái sự riêng tư của anh không? À, lúc mà cưới về á, em thấy góc học tập của anh mà, đúng là tốt nghiệp rất là lâu mà tập cấp 2, cấp 3 vẫn còn vậy nè. Cái ảnh mấy khoe nó đấy, hồi ngày xưa anh học giỏi lắm á, không tin là xã mở ra coi đi, điểm 10 văn lý luôn nè. Cái em mới lấy một quyển tập, em rút ngẫu nhiên thôi, em coi cái nét chữ làm sao, đang lật lật, cái em thấy một cái lá thư. Nói chung là em chưa định hình đó là lá thư. Chồng em lập tức nhào tới chụp, bỏ miệng nhai. Em nhai hiểu? Ủa lý do mày nhai? Em nói hả, mày nhai cái gì trong miệng? Trời ơi! Dạ, lúc là em... Tức lên rồi nói tức đi. Tức lên cái này, ý lớn tuổi. Ừ. Cái em nói, mày nhai gì trong miệng hả? Cái tờ giấy là cái gì tao chưa đọc nữa, là cái là mày làm gì mày nhai? Nội dung là cái gì chắc ghê gớm lắm không? Cái chồng em cứ nhai, miệng nhai mà lắc đầu, khoanh tay quỳ gối luôn. Khóc, sau đó khóc. Nói xã ơi, đừng kêu mày tao, anh tổn thương lắm. Cái em nói, nếu mà không nhả ra hả thì... cứ nhai nó nát đi, là tình cảm nát luôn. Mới cứ về cho nát luôn. Xong cái chồng em không? Không, lùa qua bên nói chuyện. Thôi để anh nhả, nhưng mà tha thứ cho anh nha. Anh không nhớ này nội dung gì, nhưng mà ngày xưa anh không có yêu ai, người ta yêu anh không à. Cái em không tin, cái em lấy nhả ra, cái tự chồng em hả quỳ gói xuống, cái móc trong miệng ra, xếp ra rồi chỗ ướt, rồi chỗ khô, rồi chỗ rách, rồi chỗ lạnh vậy đó. Cứ phủi ra, cái em đọc thì nội dung rất là bình thường, là người con gái tỏ tình chồng em. Vậy thôi mà nhai mà có gì đâu nhai. Xong mà trước đó là em tát mấy mặt tài rồi. Trời ơi. Bin té cắp đầu hoài à. Trời ơi. Thấy thương quá. Rồi sau hai đứa lấy nhau rồi, rồi có em có bị vỡ mộng gì với Hiếu không? Dạ có. Bao nhiêu cái tính tốt hết, rất là tốt mà giờ em nói ra chẳng ai tin luôn. Nhưng mà có vỡ mộng là chồng em hay ngủ hay xì hơi đó chị. Lần đầu là xì hơi túng túng túng. Xong cái em là lúc đó nghĩ lần đầu tiên mình không có kinh nghiệm thì nó lồ vô trời chịu không nổi. Lần thứ hai qua mấy ngày sau em thủ sẵn chai dầu đầu giường. Trời, mỗi lần nghe tiếng đó em đưa vô sẵn. Chỉ có một cái đó là xấu thôi, còn dạ, tìm không còn gì ra đúng không em? Nói, dạ không, em tìm không ra, tại vì về nó là cái việc mà nội trợ là chồng em làm hết, nấu ăn giặt giũ, nấu cơm nấu, thậm chí cái toilet nó rất là một ngày ba ngày chùi sạch lắm kìa. Trời ơi, quý vị ơi, đích thị đi là người đàn ông lý tưởng rồi. Rồi bây giờ tới em đó Hiếu, vợ em có tính xấu gì không? Vợ em có tính xấu là chỉ không biết giữ gìn sức khỏe mình thôi. Trời ơi, ăn ớt như sáo vậy. Không vậy hả, ăn ớt hả? Ăn ớt thì mới ghen đó. Em có cảm thấy vợ em hung dữ không? Vợ em thì hung dữ thì chỉ lúc là có chuyện. Vợ em sanh nở xong rồi người căng thẳng mệt mỏi này kia thôi, chứ bình thường vợ em rất là đáng yêu. Đáng yêu à. Có hay mỗi khi giận lên là có hay cào cấu rồi xé rồi nhét ngắt nhéo em không? Dạ có. Hiện tại vết sẹo vẫn còn, em thừa nhận luôn. Trời, em hối hận không trời? Dạ hối hận. Tại cái em... chồng em nói là em ơi, cái này không phải là xã cào đâu, xã đừng có buồn, cái này là con cọp. Con cọp nó em tuổi cọp mà chồng em nói con hổ nó vồ anh. Trời, câu chuyện về người chồng bị vợ bạo hành triền miên là có thật. Nhưng mà tối ngày cứ nói xã cứ đánh anh thoải mái đi, miễn sao là xã vui được rồi, cái em càng làm tới. Hiếu, chị hỏi nè, cái nguyên nhân vì đâu mà em yêu vợ em một cách gọi là thành kính như vậy? Có nghĩa là thành kính thiệt luôn á, thành thiệt kính đúng mà cung kính mà đúng nghĩa luôn á. Yêu một bà hoàng hậu vậy đó, chứ không phải là yêu một con người bình thường nữa. Thì yêu vợ em là mình chỉ biết yêu hết mình, không có lý do. Thì em nói tôi thương xã, tôi nguyện làm trâu làm ngựa xã suốt cuộc đời này. Rồi nhiều khi mà lâu lâu cũng hỏi rồi, xã ơi, tôi sống với xã như vậy có được chưa? Ừ, cách chăm sóc xã như vậy có được chưa? Có cần chỉnh sửa hay nâng cấp gì không? Dạ anh muốn hỏi Hiếu, em có một chút gì đó mong muốn vợ mình thay đổi không? Em mong muốn xã em là đừng có ăn ớt nhiều,
ăn ớt nhiều, tại vì ớt nó có chất axit nè, nó bào mòn bao tử mình. Cứ ăn vô rồi than, ô tôi đau bao tử quá anh ơi, tôi đau bao tử quá. Bớt ăn vậy ớt thôi. Lại. À, có thêm gì nữa rồi ví dụ lúc nó nóng giận đó, thì đừng có kêu mày tao mi tớ này kia, nó không hay. Dạ. Em thay đổi được tất cả những điều mà Hiếu mong muốn không? À, dạ được chứ. Xưng hô mỗi khi giận hờn mày tao. Giờ em cũng giảm rồi. Thế còn em, em mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Chồng em, em biết quá tuyệt vời rồi, em biết sao? Sao lại có một người như thế này nhỉ? Không, cái này mình không có nói về cái yếu tố gọi là tâm linh nha. Nhưng mà nó dường như là tụi em có một cái vướng bận gì từ kiếp trước á. Đó, kiếp này tụi em phải gọi là trang hòa để mà trả lại cho nhau. Nhưng mà nói vậy, cái kiếp này thì chị thấy vậy nè cưng. Em phải có một cái cách nào đó để cho chồng em lớn lên, mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên, kiên hùng lên. Đó, chồng em rất là mạnh mẽ rồi, bản lĩnh lắm chị. Ở bên ngoài đúng không? Ở bên ngoài rất là bản lĩnh. Không, nhưng mà với em nữa, chẳng hạn như chị. Chồng em là yếu đuối với em thôi. Ừ, thương là thương, nhưng mà mình phải hết sức bản lĩnh. Cái gì đúng thì là vậy, còn cái gì không đúng là mình phải nói lên cái chính kiến của mình, đúng không? Đúng. Thay đổi, thay đổi chút xíu. Em đó, em, tức là dạ, mọi thứ là do em phải... Em phải làm em được cái điều rồi, đó cho chồng. Nha. Đó, nha. Rồi. Và xin chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn viên mãn với tất cả những gì ở cuộc sống này. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn.